Tú xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang theo dõi kênh Tú Nguyễn Cuộc Sống ở Trung Quốc ha. Hiện tại đang là buổi tối cả nhà ơi, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ha. Thì dạo gần đây á, Tú có nhận được cũng khá là nhiều bình luận cô chú hỏi thăm về cái tình hình phong tỏa dịch bệnh ở Tân Cương. Thì chắc là mọi người cũng có nghe đâu đó là trên mạng lan truyền là ở Trung Quốc bây giờ tình hình dịch nó rất là phức tạp và nhiều nơi nó xảy ra bạo loạn, người dân người ta phản đối chính phủ bởi vì phong tỏa cái thời gian nó rất là lâu á. Thì cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với mọi người á là mọi người thường ở Việt Nam á nghe trên TV đưa thông tin thì thường sẽ nói là Trung Quốc theo cái kiểu Trung Trung đúng không? Nhưng mà thực tế thì Trung Quốc nó rất là rộng và rất là nhiều tỉnh. Hiện tại ở Trung Quốc á thì có tỉnh dịch rất là nặng phong tỏa, rồi có tỉnh thì nó cũng ít và nó cũng lưu thông bình thường á mọi người. Nếu mà mọi người có theo dõi kênh của Tú thì hôm bữa khoảng đầu giữa tháng 9 á, Tú có phát một cái buổi trực tiếp mà tôi nói là chỗ Tú bị phong tỏa. Thì đến nay là 3 tháng rồi mọi người và vẫn phong tỏa. Tháng 9, tháng 10, tháng 11, nay cuối tháng 11 vẫn bị phong tỏa. Tình hình Tân Cương bây giờ rất là nặng, có thể nói là nặng nhất nhì ở Trung Quốc luôn. Và cái việc mà người dân người ta phản đối cái việc phong tỏa thì nó cũng có giống như là kiểu thời gian giam lỏng á, ở trong nhà sống rất là tù túng á, cho nên họ bị bức bối nhiều thứ lắm, còn còn công việc rồi tiền bạc con cái nữa, cho nên là một số nơi á người ta đã đồng loạt rủ nhau là cùng nhau hẹn một cái giờ đó, xong rồi người ta đổ xô ra ở cổng ở xuống đường nữa mà người ta biểu tình để mà cho lãnh đạo thấy được cái người dân người ta không có đồng ý cái việc phong tỏa như vậy. Và đỉnh điểm nhất á, là cái vụ cháy, một vụ cháy rất là lớn ở thành phố Urumqi, thủ phủ của Tân Cương. Nó diễn ra vào ngày 24 tháng 11 vừa đây, cách đây 2 ngày mọi người ạ. Thì cái vụ này á, nói chung là nó rất là buồn mọi người. Bởi vì mình không có biết cái lý do cụ thể, những cái nguyên nhân của cái đám cháy, nhưng mà nó cái hậu quả để lại là rất là nặng nề. Phong tỏa cho nên người ta để rất là nhiều cái rào chắn lan can mọi người, cho nên cái việc đó nó đã làm chậm trễ cái sự cứu hỏa, cho nên là thiệt hại về người rất là nhiều và bên trong còn có cả em bé nữa thì rất là đau lòng. Và những cái đoạn clip mà chia sẻ về cái cảnh cái cháy cái tòa nhà chung cư ở đó thì nó lan tràn trên mạng rất là nhanh và rất là nhiều trên mạng xã hội của Trung Quốc. Từ đó thì nó dấy lên một cái phong trào là người dân Trung Quốc á, phản đối với việc phong tỏa ở Tân Cương. Thì sau 2 ngày, tức là ngày 26 tháng 11, thì dưới sức ép của cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc thì lãnh đạo Tân Cương đã đưa ra những cái tin là nới lỏng cái việc phong tỏa để mà trấn an dân chúng. Cho nên là những cái khu vực ở lân cận xung quanh cái thành phố Urumqi của mình á là người dân có thể là đi xuống lầu được. Cũng như mọi người biết là cái đợt phong tỏa này là mình không có được ra, không được phép ra, bước ra khỏi cái cửa luôn. Thì chung cư có rất là nhiều cái căn hộ như vậy nhưng mà nhà ai thì ở nhà nấy, không được bước xuống lầu để mà đi xuống vườn luôn. Có những người người ta nuôi chó mọi người nhưng mà không có được dắt chó đi dạo luôn. Đó, mọi người nghĩ là nó quản rất là nghiêm ngặt như vậy, nó dán giấy từng phòng, dán giấy niêm phong á. Thì Tú có quay clip hồi trước mấy cái đợt phong tỏa trước thì mọi người có thể tìm xem lại ha. Giống như đợt trước á thì tụi mình cứ đặt trên mạng xong rồi có người những cái người tình nguyện viên á, người ta giao rau đến tận nhà luôn, mình không được đi đâu cả. Rác á thì mình để trước cửa cho người ta vứt hộ mình luôn. Còn bây giờ á thì họ vẫn bắt mình mỗi ngày á là phải test COVID. Test xong thì mình có thể là đi xung quanh cái khu vực lân cận của mình đó. Và đó cũng là cái cách mà người ta làm để mà yên lòng người dân á. Tại vì ở đây á, nói chung là nếu mà có xảy ra những cái cuộc bạo loạn thì nó rất là nguy hiểm và phức tạp.
Đó cho nên là sau cái vụ việc, sau cái đám cháy rất là lớn xảy ra như vậy thì chủ tú bây giờ đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa. Thì hiện tại thì đi lân cận thì chắc là khoảng tầm 4-5 ngày nữa là có thể đi được xa hơn mọi người. Thường là như vậy, cứ gỡ phong tỏa thì người ta sẽ làm theo từng bước ha. Đầu tiên là có thể xuống lầu nè, trong khuôn viên khu chung cư, sau đó là có thể ra khỏi chung cư, rồi sau đó là có thể ra khỏi thành phố. Họ sẽ làm lần lượt từng bước như vậy, nên tôi nghĩ là cũng chắc cũng sắp rồi. Và cái việc mà ở đây có rất là nhiều người, người ta giống như là bị tù túng quá nhiều trong cái thời gian trong suốt 3 tháng phong tỏa, từ tháng 9 cho đến tháng 11 này, là công việc người ta làm không được nè, rồi nhiều người người ta tiền bạc người ta áp lực á. Bởi vì mọi người biết là có rất là nhiều người dân nhập cư đến Tân Cương để người ta làm việc. Sau đó thì mùa đông người ta mới quay trở về quê á, và người ta đến đây nhưng mà phong tỏa như vậy 3 tháng thì họ đâu có làm được gì đâu. Cho nên là gánh nặng về tiền bạc rất là nhiều, và cũng có cái vụ mà người ta suy nghĩ không có được, không có bị quá là nhiều cái áp lực á, cho nên là cũng đã có những cái vụ mà người ta tự tử á nha. Cái thông tin này là chồng mình cũng có quen biết á, cái người mà ở chỗ công ty mà chồng mình đưa râu á, bỏ mối râu ở trong công ty á, có một cái người thư ký á, họ không có chịu áp lực được á, cho nên là xảy ra sự việc rất là đau lòng. Nói chung là cái việc dịch này thì cũng không ai mong muốn, nhưng mà chính phủ Trung Quốc thì họ cứ kiên quyết với cái chính sách Zero Covid á, cho nên là cũng rất là buồn. Và sau khi ra lệnh gỡ phong tỏa thì Tú ở trong cái nhóm, cái group mà trong tòa chung cư của mình á, cái người cán bộ mà bảo hộ cho chung cư á, họ có nhắn tin là hỏi là những ai mà muốn ơi sắp xếp mà muốn về quê á, thì họ sẽ sắp xếp, thì đăng ký họ sẽ chuẩn bị nè giấy tờ giống như là những cái kết quả test Covid trong thời gian là 7 ngày gần nhất nè, họ chuẩn bị giấy tờ để mà họ đặt mua vé vé tàu vé máy bay để mà cho người ta về quê. Bởi vì những người ở đây thì dân nhập cư ở đây họ đến đây họ đi làm nhưng mà bị phong tỏa như vậy họ bị kẹt lại rồi nha, cho nên là họ cũng rất là mong muốn có nhu cầu về quê. Lãnh đạo thì họ cũng hiểu được cái điều đó, cho nên là khi mà cái lệnh gỡ phong tỏa được diễn ra thì họ sẽ ưu tiên trước nhất là cho những cái người dân nào mà muốn quay trở về quê hương của họ ở những cái tỉnh khác của Trung Quốc thì họ sẽ được về quê, chỉ cần đăng ký với cái người bảo hộ khu chung cư là được. Còn nhà mình thì ở đây thì cũng chỉ mong là gỡ phong tỏa để mà quay trở lại cuộc sống bình thường thôi. Còn những người về quê thì tại vì mùa đông cũng tới rồi mọi người, mùa đông ở đây thì công việc nó ít, họ phải về quê thôi, họ ở lại đây thì họ cũng không có tìm được việc làm á. Nói chung là người dân tỉnh khác đến Tân Cương thì với cái mong muốn là có thu nhập cao hơn để mà họ chia sẻ gánh nặng về kinh tế của gia đình, mà họ đến đây xong cái là bị phong tỏa như vậy, cho nên là họ không thể nào mà tránh khỏi được cái áp lực, những cái áp lực, cho nên là không tránh khỏi được những cái vụ việc mà họ xả xuống đường mà họ phản đối chính sách phong tỏa như vậy, cho nên là cũng rất là đồng cảm. Một số cô chú thì chắc là cũng nghe thông tin ở đâu đó thì cũng có hỏi Tú là nghe nói là bên này á, thì khan hiếm thực phẩm với phong tỏa, cho nên gỡ phong tỏa người ta đi mua đồ, người ta chen lấn tranh giành nhau để mua đồ ăn á, thì không biết chỗ Tú có hay không. Và nếu mà gỡ phong tỏa thì Tú nên đi mua nhiều đồ ăn một chút để dành để dự trữ nửa tháng một tháng gì đó, cũng tùy theo vùng nữa cả nhà ơi. Có tỉnh mà nếu mà nó dịch nặng á, bị phong tỏa mà kiểu phong tỏa ở thành phố này thì rau củ người ta không có nhập vào thành phố được, cho nên là nó khan hiếm á, cho nên là sẽ dẫn đến cái tình trạng là người dân người ta đi tranh giành nhau, người ta mua, người nào đi sớm thì được, người nào đi muộn thì người ta mua hết thì không có mua được hàng. Nhưng mà cũng tùy ha, có những vùng mà ở nông thôn họ trồng rau trồng đồ rất là nhiều á thì nó sẽ không có bị hụt, không có cái xảy ra cái tình trạng thiếu hụt lương thực, và không có xảy ra cái cảnh mà tranh giành nhau mua đồ như vậy. Khi nào mà Tú đi lên siêu thị thì Tú sẽ quay lại cái cảnh sau phong tỏa ở các cái siêu thị ở Tân Cương nó hoạt động như thế nào, Tú sẽ chia sẻ cho mọi người xem ha. Video ngày hôm nay thì Tú cũng đã chia sẻ trả lời những cái thắc mắc của mọi người về việc dịch bệnh ở Tân Cương, Trung Quốc phong tỏa thì nó như thế nào.
Và Tú xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Nếu có bất kỳ một câu hỏi nào có thể để lại bình luận, Tú sẽ trả lời trong tầm hiểu biết của mình ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.